đấy. Vậy thì đã có một thao, một thao thức ăn dành cho cá ra đây. Vậy là mình trộn gì lên kiếm đừng nữa, mình đi mình sẽ bóp cục cục lên vậy mọi người đó. Buông ra mọi người, đi ra nè, cái chấp bây giờ hai cháu lù luôn mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lần đầu tiên cho anh được xin phép để chào mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Hôm giờ Hoàng đi bị cắn thất quá, không có ăn clip lên cho mọi người coi được nha mọi người. Bữa nay Hoàng Anh trải nghiệm đi ra ngoài đồng nè để bắt ốc. Lâu quá rồi cũng nhớ cảnh miền Tây sông nước của mọi người. Nên hôm nay đi trải nghiệm ra ngoài đồng bắt ốc. Ốc về làm gì thì mọi người sẽ biết nha, sao nha. Này mọi người, thấy cảnh mình sông nước không? Y chang cảnh miền Tây sông nước của mình luôn. Ở đây là ở Đồng Nai nha. Mọi người thấy không? Nước mênh mông, thiên địa bao la, cỏ bay thẳng cánh nha. Còn đây mấy cái này là cây bung súng mọi người. Đó. Người thấy con súng không? Con súng nha. Đó. Đi bẫy gắn mà Hoàng Anh thấy nhiều khu vực rất là nhiều cá, nên Hoàng Anh thử hôm nay trải nghiệm ra ngoài đồng rồi đi bắt ốc về mình làm mồi, mình đi bẫy bắt quái nha mọi người. Còn bẫy quái như thế nào thì từ từ Hoàng Anh sẽ chia sẻ sau nha. Mọi người thấy không? Cảnh sông nước, ruộng đồng này. Rất là mát luôn mọi người, chắc cũng hơi có gió đó. Mọi người thấy nha. Trứng ốc bưu vàng nè. Bắt ốc bưu vàng mà không có là sao? Đi mấy km ra trứng ốc bưu vàng thì nhóc. Mọi người thấy không? Trứng ốc bưu vàng không? Trứng ốc bưu vàng thì nhóc mà không có ốc là sao? Là sao? Mọi người có biết tại sao không? Là tại những chú vịt này đây. Đấy. Mấy ông ăn hết rồi. Mọi người. Không. Đó, mấy ông ăn hết rồi đấy. Bỏ tay luôn. Đi mấy cái km mà không có con nào ốc. Thôi để Hoàng Anh đi địa điểm khác nha mọi người. Nói chung cảnh miền Tây sông nước y chang ở đây luôn mọi người ạ. Ở đây gan cảnh mình tẩy xuống nước luôn, ruộng đồng bát ngát luôn. Thôi còn anh đi tìm chỗ khác để bắt ốc nha. Rồi tới đây nha các bạn, đây ốc quá nhiều các bạn ơi, ngay tủ rồi. Đây nè, nhưng ốc không to, ốc nhỏ nha. Thấy không các bạn? Đây, đây, rất là nhiều luôn. Đây nữa nè. Ơi bắt nó về rồi mình bắt đầu anh sẽ bầm nó ra, mình trộn với vài món khác nữa, xong rồi mình sẽ làm mồi đi đặt cá nha các bạn. Nè. Ở đây nước cạn queo à, đi có ngang đầu gối của anh mà cá lóc từ giờ mà anh thấy cá lóc nó ụt quá trời luôn. Này mà có ai cầm câu cá lóc ha, đem lên câu lại đây cái chục cần cầm được á, có lý á. Đó nè, nó thấy không, nhỏ mà các bạn,
cây này. Quá nhiều luôn rồi các bạn ơi. Nè. 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 Hồi nãy đi ngay chỗ nãy ngay chỗ đàn vịt không có một con nha các bạn. Trứng ốc quá trời luôn mà không có con nào hết. Giờ mình thấy cái lốc bây giờ nó hai ba con nó chạy luôn. Thấy bầy rồng luôn. Đây. Đây. Hôm giờ Hoàng Anh để ý cái lượt đăng ký của mọi người mới các bạn. Những người mà mới vô đăng ký không bình luận mà chắc cũng không có xem sao á. Đăng ký bữa trước bữa sau là bị YouTube quét à. Quét dằn ở trên. Bây giờ YouTube nó bắt buộc mình nếu mình thích video đó mình phải bình luận rồi. Hay là mình like gì đó. Rồi mình xem video trong vòng bao nhiêu phút đó mình thấy thích mình đăng ký nha các bạn. Chứ nếu ai muốn đăng ký mà cứ nhảy vô là đăng ký là vài bữa là YouTube quét chặn hết. Không có dính cái nào hết trơn các bạn. Mình hôm giờ mình bị YouTube quét chặn hết đâu gần cả 100 người đấy. Không xem video, không bình luận. Chỉ bấm đăng ký thôi. Nhưng các bạn vui lòng nếu mà thích video của Hoàng Anh các bạn vui lòng xem vài ba phút. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn like. Rồi hả các bạn đăng ký nha các bạn. Để thôi YouTube coi này YouTube. Khó lắm các bạn ơi. Nhiều chính sách mới lắm. Hoàng Anh cũng người mới Hoàng Anh cũng đang tìm hiểu chính sách của YouTube đây. Đang làm cho đúng theo chính sách để bỏ công bỏ sức ra làm rồi. Uổng công phí sức. Không làm thì thôi, làm thì làm đúng theo quy định. Đúng theo chính sách của nó nha các bạn. Để thôi bỏ công bỏ sức ra làm mà. Không được gì hết trơn. Đây các bạn. Hôm nào Hoàng Anh sẽ mua khoảng vài chục cây ăn cầu. Hoàng Anh sẽ cần câu cá lóc chia sẻ cùng các bạn ha. Nói chung Hoàng Anh người miền Tây thì cái nghề gần gũi với thiên nhiên mò cua bắt ốc hay là bắt cá gì Hoàng Anh đều biết hết. Nhưng nhiều khi Hoàng Anh đi làm ở xa không có điều kiện để trang bị thôi các bạn, chứ không có thời gian nữa nên không có dám làm nhiều công việc. Làm nhiều công việc mình bỏ phí tùm lum la tốn kém lắm mà không được gì nữa. Chỉ có bẫy gắn không là Hoàng Anh đã không có thời gian để dời bẫy rồi. Nhiều khi đặt bẫy dài 3 tháng một chỗ không có gắn, cũng gắn đeo vì tại vì không có thời gian nhiều, chỉ có thời gian đi thăm thôi. Hôm nào chủ nhật Hoàng Anh được nghỉ Hoàng Anh đi thăm thôi là xong. Giờ gắng cố gắng chứ sao giờ làm Hoàng Anh làm cũng 6-7 tháng nay rồi nhưng mà cơn Hoàng Anh chỉ đạt được hơn 400 người thôi. Theo lý là cơ Hoàng Anh đã đạt được hơn 600 người rồi đấy các bạn, mà không biết lý do làm sao YouTube quét mắt ở trên hay là do các bạn nào đăng ký rồi rồi kiểu như người ta nói chơi điểu đó, đăng ký mình rồi xóa nha các bạn, mình biết hết nha, nhưng mà mình sẽ không nói tại vì bây giờ trên Google Play nó có những ứng dụng để kiểm tra những người đăng ký kênh, những người quỷ kênh nha, thì biết hết. Nhưng mà nói thì các bạn thích thì các bạn cứ đăng ký kênh mình, còn các bạn không thích thì các bạn cứ quỷ, quyền của các bạn thôi. Nhưng mà mình sợ các bạn làm như thế thì mai mốt uy tín các bạn sẽ bị hạ thấp thôi. Còn mình đăng ký ai rồi thì mình không bao giờ mình quỷ. Chỉ có những kênh nào mình cảm thấy là quá lâu không hoạt động, mình nghĩ kênh đó là không hoạt động nữa nên mình mới quỷ thôi nha. Còn kênh nào mà hoạt động thường thì Hoàng Anh không bao giờ quỷ nha.
Thôi mình chia sẻ với các bạn như thế thôi nha, để mình tranh thủ bắt nhanh nhanh về rồi còn kiếm mồi khác nha các bạn. Rồi chào mọi người nha, anh về rồi, anh đi bắt những thứ cần thiết được hết rồi mọi người. Còn anh về còn anh ấy nè, còn anh không quay cho mọi người coi được là tại vì thời gian rất là dài mọi người, quay video rất là dài nè. Bây giờ còn anh sẽ làm hết rồi nè, đây, đấy. Anh xin nói sơ qua nha, cái này là mọi người thấy không, đây là mồi trùng đất nha, trùng đất của anh bắt với ốc bưu vàng á, của anh bắt sớm quay cho mọi người coi đó. Rồi của anh về của anh bắt ốc bưu vàng xong rồi của anh bắt trùng xong rồi của anh bầm nó ra mọi người, bầm nhuyễn ra xong rồi của anh trộn với đất sình nha, đất sình đó, vậy là xong. Ở dưới quê của anh thường thường thì đất sình người ta trộn với sắt mắm á mọi người, những người ở miền Tây thì người ta biết sắt mắm mà cá người ta ủ, cá tươi người ta ủ, người ta làm nước mắm, người ta nấu nước mắm ra, người ta lược lại, còn xác sắt mắm người ta sẽ trộn với bụng này, rồi người ta sẽ trộn với cắm gạo mà sấy lên nha. Còn của anh ở đây có điều kiện khó kiếm ba cái sắt mắm đó lắm, nên của anh bắt ốc với bắt trùng, của anh bầm ra của anh trộn với đất sình nha mọi người. Cái này của anh không để nước nha, chỉ trộn đất sình thôi, rồi nước ốc nó ra thì là vừa. Rồi ốc thì nó có mùi tanh, trùng có mùi tanh, rồi mình trộn sình vô đặng chút nữa mình đi mình bỏ vô cái bẫy mình bóp lại nó có cục, nó sẽ lâu gã hơn. Còn đây là cám nè, cắm gạo Hoàng Anh sấy rồi nè, mới gan xong, thơm phức luôn mọi người. Hoàng Anh ngửi còn thơm, nó chỉ cá đây, xong Hoàng Anh sẽ để vô nha, Hoàng sẽ để vô, Hoàng Anh trộn lại, trộn ngang này đó, thấy chưa đó, rất là thơm mọi người ơi. Cá nào bạn thích ăn. Nói chung đây cũng là lần đầu tiên mà anh trộn cái thức ăn này nha, ốc với trùng đó, mọi người thấy không, đất sình đấy, mùi thơm của cám gạo, mùi tanh của ốc với trùng, nó sẽ kích thích con cá nó sẽ vô nhiều hơn nha mọi người. Bình thường mọi người đặt những cái bẫy khác thì mọi người không cần để mồi cũng được, nhưng mà bẫy này thì của anh để mồi, tại vì cái bẫy này hai cái ngực của anh mới phải bắt quái, của anh cũng mới bắt lần tiên, mình của anh cũng chưa gành nó như thế nào này. Đấy trộn cũng vậy đấy, để thêm miếng luôn rồi. Cái này nữa cũng hơi mất công sức nha mọi người, thì bắt trùng bắt ốc về bầm mất công sức, nhưng mà những mồi này thì nó dễ tìm, cứ gà đồng là có à. Còn trùng kiếm chỗ nào đất mà xốp xốp mà nó ướt mọi người, nằm ẩm mọi người đào lên có à. Đấy vậy đã có một thao thức ăn dành cho cá ra đây, vậy là mình trộn gì lên kiếm đừng nữa, mình đi mình sẽ bóp cục lên vậy nè mọi người đó, bóp cục vậy để cho thôi đó, nhìn nó không, gùi nó bắt hơi nó chạy lại nè, gùi bắt hơi nó đậu là mọi người biết là nó sẽ bắt mùi. Người trộn sao cảm giác mà nó không còn hơi nhão quá, cũng không cứng quá nha, nhão quá thì nó mau gã lắm, mà cứng quá thì cái mùi tanh của trùng giấy trong nó không có bắt ra được, vừa thôi. Vừa mà mình bóp lại cảm giác là
cái cục đất nó sẽ dính vậy thôi nè. Đó. Rồi ok đó. Rồi Hoàng Anh xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Hoàng Anh, mọi người ủng hộ Hoàng Anh bằng cách like, chia sẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh để xem Hoàng Anh sản phát những video mới, chia sẻ lên cùng mọi người nha. Tại vì nếu mà bây giờ Hoàng Anh đi đặt nữa rồi mà thời gian sẽ rất là dài mọi người. Clip dài quá thì đâu hết hay rồi mọi người. Rồi Hoàng Anh sẽ làm thêm một clip sau là mình sẽ đi bắt đầu là đặt nha mọi người. Clip này Hoàng Anh chỉ làm tới đây thôi. Rồi tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt. Bye bye.